chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Trường Giang Nhã Phương chạy hối hả ở sân bay vì trễ giờ. 10 khó giúp bạn gái di chuyển hành lý cồng kềnh tới sân bay Tân Sơn Nhất để ra Hà Nội quay phim Tuổi Thanh Xuân 2. Vừa từ Hàn Quốc về đến thành phố Hồ Chí Minh không bao lâu, Nhã Phương phải di chuyển ra Hà Nội để thực hiện những cảnh quay của Tuổi Thanh Xuân 2 cùng KTO. Tối ngày 17 tháng 6, cô được người yêu Trường Giang hộ tống ra sân bay Tân Sơn Nhất. Do tới sát giờ máy bay cất cánh nên Nhã Phương tức tốc chạy vào quầy để làm thủ tục check-in. Trong khi đó, cây hài sứ quản một mình vật lộn với hành lý của bạn gái. Sau khi sắp xếp đủ ba vali to lên xe đẩy, Trường Giang nhanh chóng di chuyển vào khu vực phía trong tìm bạn gái. Mặc sự chú ý của khán giả, cây hài chạy nhanh nhất có thể để không trễ giờ làm thủ tục của bạn gái. Trong khi nữ diễn viên sinh năm 1990 xuất trình giấy tờ tùy thân, danh hài một tay giúp nhân viên kiểm tra hành lý. Đến lúc này, cặp đôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì có thể lên kịp chuyến bay ra thủ đô làm việc. Nhã Phương vừa hoàn thành các cảnh quay tại Hàn Quốc cách đây vài ngày. Cô tranh thủ về thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày để thăm người yêu sau gần một tháng xa cách. Dù bận rộn với lịch diễn, nhưng Trường Giang vẫn sắp xếp công việc để tiện bạn gái ra Hà Nội quay phim. Cặp đôi mặc trang phục đồng điệu, áo trắng kết hợp quần jean. Tuổi Thanh Xuân là một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất thời gian qua khi lên sóng ở Hàn Quốc và Việt Nam. Trong khi Nhã Phương vào vai Linh, cô gái Hà Nội du học ở Hàn Quốc và có mối quan hệ tình cảm với ngôi sao âm nhạc xứ Kim Chi, Yoon Su, phần 2 phim Tuổi Thanh Xuân dự kiến lên sóng vào cuối năm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!